Em ơi. Dạ. Em xin lỗi, quên. em quên. Em về nhá. Bye bye anh. Ok. Trâm Anh ơi. Dạ. Đợi anh tí. Em ở lại chào chủ đầu tư một câu. Chủ đầu tư tới á? Em không biết mặt, không biết có thất kính không ta? Không có gì thất kính cả, không phải lo. Dạ. Anh ấy đến rồi. Đây là anh Khải, chủ đầu tư dự án lần này. Còn Trâm Anh thì anh biết rồi, một cô gái rất ngoan, không chảnh như em khác đâu. Vậy à? Chào em, cô gái ngoan của showbiz. Chị em, đừng làm anh mất mặt. Nhìn em có vẻ đang run. Chắc là lần đầu tiên em gặp nhà sản xuất đúng không? Không sao, anh sẽ không làm khó gì em đâu. Nói cho em biết nhé, chính anh Khải là người order em vào vai chính lần này đấy. Em liệu mà cảm ơn anh ấy cho cẩn thận. Nếu như em muốn mời bọn anh một ly để cảm ơn thì chắc chắn anh rảnh. Anh Khải mà đã rảnh thì tất cả chúng ta không ai báo bận. Mà em có uống được không? Anh chưa bao giờ thấy em nhậu cả. Thế à? Nhìn Trâm Anh như thế này chắc tiểu lượng cũng khá lắm, đúng không? Em xin phép. Trâm Anh, Trâm Anh. Thái độ em kiểu gì đấy? Sao đang nói chuyện đây lại bỏ đi? Em cho em xin lỗi. Em xin rút khỏi dự án này được không ạ? Em có bị làm sao không? Sắp xếp xong tất cả mọi thứ rồi, định trang xong xuôi rồi, hôm nay còn quay thử. Đùng một cái em bỏ đi, em muốn giết anh à? Em có việc đột xuất cho nên là không thể tiếp tục dán được. Em có bị điên không? Cơ hội như này không có lần hai trong đời đâu. Anh cho em về suy nghĩ thật kỹ. Đây là công việc, đừng có làm như trò đùa. Nhá. Vợ. Vợ. Sao đây? Sao lại bỏ dự án là như nào? Cứ về trước đi. Sao? Thật đấy không? Về đi đã.